Lễ giao nhận quân được tổ chức tại thành phố Thủ Đức và 22 quận huyện, trong đó quận 5 là nơi tổ chức lễ giao quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Do dịch bệnh còn phức tạp, lễ giao quân diễn ra nhanh gọn và giảm tối đa số lượng người thân tiễn con em mình nhập ngũ. Dù vậy, buổi lễ vẫn đầy sự trang nghiêm và khí thế quyết tâm, ngọn lửa nhiệt huyết nơi các tân binh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Cảm xúc của em bây giờ thì rất là hồi hộp, tại vì biết trong môi trường quân đội sẽ có rất nhiều thử thách, nên em sẽ cố gắng vượt qua nhiều thử thách để rèn luyện bản thân mình hơn. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 3.984 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 95 đảng viên, 2 công dân nữ, gần 42% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 100% được xét nghiệm COVID-19, bảo đảm về chất lượng và chỉ tiêu tuyển quân. Ngoài ra còn có 828 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Rất là vinh dự và tự hào khi được trúng tuyển. 2 năm cũng không quá dài, nó có thể giúp cho em rèn luyện và trưởng thành nhiều hơn, thì em rất là quý cái khoảng thời gian này. Tặng hoa chúc mừng, động viên và tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn các tân binh sẽ phát huy tính xung kích tiên phong, phấn đấu xứng đáng là người thanh niên thành phố mang tên Bác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.